được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, để con yêu có thể ra đời một cách mạnh khỏe và bình thường như bao đứa trẻ khác thì các mẹ bầu cần phải thực hiện khá là nhiều điều khác nhau. Ví dụ như là việc tiêm phòng vaccine trước và trong quá trình mang thai, việc thường xuyên thăm khám sức khỏe để đảm bảo được quá trình phát triển của thai kỳ. Và bên cạnh đó thì còn một việc nữa mà quý vị có thể làm, đó là sàng lọc trước sinh để có thể xác định được nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thiên thần tương lai của mình. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đề này cùng với sự tư vấn của bác sĩ Nhật Thăng. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ. Xin chào các bạn. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ với Tiếp Oanh về việc sàng lọc trước sinh chính xác thì nó là gì ạ? Sàng lọc trước sinh là một cái cụm từ hay nói nhiều, rất là nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên nếu chúng ta hiểu không đúng nó thì nó có thể mang đến một cái khía cạnh hơi bị tiêu cực. Sàng lọc trước sinh ở đây nó không chỉ bao gồm những cái câu chuyện xấu, và cũng không mang ý nghĩa là sàng lọc có nghĩa là bắt chúng ta đi tìm và bỏ đi. Sàng lọc trước sinh ở đây mang ý nghĩa rằng chúng ta định ra cái nguy cơ mà thai kỳ của chúng ta sẽ có thể diễn tiến theo hướng hơi cần phải khắt khe hơn một chút xíu, để ý kỹ hơn một chút xíu, kiểm tra nhiều lần hơn một chút xíu, có thể diễn tiến ra những cái con đường hơi phức tạp hơn. Và từ đó thì cái việc chăm sóc thai kỳ nó có một cái kế hoạch rõ ràng. Đối với những người có một cái nguy cơ sau khi được sàng lọc là nguy cơ thấp như đại đa số tất cả mọi người thì chúng ta sẽ vẫn theo một cái chu trình khám thai như bình thường. Nhưng đối với những người mà có một cái nguy cơ cao sau khi sàng lọc trước sinh, người ta có thể tìm thấy được rằng là nguy cơ mang một em bé có vấn đề về những cái yếu tố về di truyền, hoặc những cái thai kỳ đó có một nguy cơ dẫn đến những tình trạng thay đổi của mẹ trong lúc mang thai, ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ hoặc ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai. Thì tất cả những cái sàng lọc đó mang tính định hướng cho cái kế hoạch khám thai chúng ta tốt hơn. Thưa bác sĩ, không biết rằng những sàng lọc nào là cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh ạ? Với cái tiến bộ của khoa học thì ngay tại cái thời điểm mà chúng ta gọi là tạm gọi là chốt sổ 3 tháng đầu, thông thường là nó ở khoảng từ 12 cho đến 13, 14 tuần thai kỳ, thì chúng ta đã có rất rất nhiều những cái xét nghiệm, những cái đánh giá, những kiểm tra để từ đó chúng ta biết được rằng chúng ta sẽ rơi vô một cái trạng thái là nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp. Trong nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ như nguy cơ cao của việc xuất hiện một cái thai kỳ sẽ có chậm tăng trưởng, hoặc là em bé đó có những biểu hiện mà mình cần phải theo dõi kỹ hơn sự phát triển của trái tim em bé, hoặc là chúng ta sẽ có những cái định nguy cơ việc người mẹ có xuất hiện ra tiền sản giật, là trạng thái mà người ta cao huyết áp nặng và có thể sẽ phải dẫn đến một quyết định là ngừng thai kỳ lại sớm, hoặc là việc chúng ta định ra được cái nguy cơ là có tiểu đường thai kỳ, có đái tháo đường thai kỳ xuất hiện trong thời gian sắp tới hay không, để chúng ta liệu mà thay đổi cái chế độ ăn và chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập thể chất hàng ngày trong cái thai kỳ. Vậy thì rõ ràng là sàng lọc trước sinh nó bao gồm có cái việc gọi là đi tìm hiểu cho đứa con và tìm hiểu cho sức khỏe của người mẹ, rất nhiều thứ. Vậy thì thưa bác sĩ, nếu như thông qua sàng lọc trước sinh như thế và xác định được một số những vấn đề đối với thai kỳ có thể xảy ra, thì không biết rằng khả năng chúng ta có thể tác động đến những vấn đề đó và điều chỉnh nó có cao hay không, và nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Khả năng tác động có chứ. Tại vì tôi làm một ví dụ, nếu như chúng ta là một người mẹ có bệnh tim bẩm sinh. Nếu chúng ta có bệnh tim bẩm sinh thì cái khả năng mang thai và cái thai đó bị mắc tim bẩm sinh tính về mặt thống kê tăng gấp 3 lần. Có nghĩa là chúng ta có cơ hội biết được rằng con mình liệu có chịu những cái gánh nặng về tim bẩm sinh giống như mình hay không. Nhưng nếu như thời của chúng ta có thể đó là một cái cô phụ nữ khi mang thai và lúc 28 tuổi chẳng hạn cũng mới biết rằng là cô có tim bẩm sinh từ nhỏ mà không được phát hiện và đã nặng, và bây giờ mang thai trong một tình trạng trái tim bị tim bẩm sinh và đã bị tổn hại, thì đứa nhỏ sẽ có một cơ hội khác. Nó sẽ được định hướng rằng nó sinh ra từ một bà mẹ bị tim bẩm sinh, vậy thì nó sẽ được chẩn đoán sớm. Nó có thể có những bệnh lý tim
giống giống người mẹ nhưng sẽ được chẩn đoán ngay từ khi ra đời và sẽ được điều chỉnh sớm trong những tháng tuổi hoặc là trong những năm đầu tiên. Và như vậy thì nó sẽ lớn lên với một trái tim sẽ được chỉnh sửa sớm hơn, lành mạnh hơn và có một cuộc sống tốt hơn người mẹ. Dạ. Tương tự như vậy đối với những cái trạng thái khác, ví dụ như là cao huyết áp hay là tiểu đường thai kỳ hoặc là sinh non hoặc là những vấn đề mà có thể điều chỉnh được càng ngày càng nhiều, khoa học sẽ càng được tìm ra được những cái biện pháp để sàng lọc và có phương pháp dự phòng chuyện đó không xảy ra. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì không biết đối với sàng lọc trước sinh này thì có những thời điểm nào được xem là thời điểm vàng hay không? Thời điểm vàng chúng tôi vẫn cho rằng là khoảng ở 12 tuần, đó là đủ sớm và cũng đủ đầy đủ để cho chúng ta nếu định ra được một nguy cơ, chúng ta có một cái kế hoạch chẩn đoán hoặc là chúng ta có một kế hoạch dự phòng đủ cho cái khoảng còn lại của thai kỳ nó được yên ổn. Dạ, vậy thì nếu như đối với một số những thai kỳ tính chủ động không cao, có nghĩa là ba mẹ không chuẩn bị trước, thì nếu như thời điểm vàng này đã trôi qua rồi thì cái hiệu quả của việc sàng lọc trước sinh nó thay đổi như thế nào? Thực ra nếu như thai phụ đến trễ hơn 12 tuần, chúng ta vẫn có cơ hội để kiểm tra đánh giá tất cả những cái rủi ro, những cái nguy cơ sẽ xảy ra ở quanh khoảng thời điểm 16, 18 tuần. Nói chung chúng ta phát hiện thai càng sớm thì chúng ta càng nên có định hình một cái kế hoạch để đi khám thai đầy đủ. Thông thường chúng tôi nói 12, 22 và 32 tuần, nhưng không có nghĩa rằng là bạn đến ở 16 tuần bạn mất hoàn toàn các cơ hội và bạn bỏ mặc mọi thứ cho số phận. Thay mặt cho chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như những lời khuyên vừa rồi của bác sĩ đối với chủ đề của chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt là các chị em phụ nữ, những người đang mong muốn, đang có kế hoạch để trở thành một người mẹ, thì hy vọng rằng với những chia sẻ của chủ đề sàng lọc trước sinh trong chương trình bác sĩ của bạn hôm nay sẽ giúp cho quý vị, giúp cho chị em có được một cơ sở cũng như có được một lời khuyên thích đáng để có thể sàng lọc trước sinh cũng như là chuẩn bị một kế hoạch thật tuyệt vời để có thể trở thành một bà mẹ và mang những thiên thần đến với thế giới của chúng ta. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.